Nai quý đẹp. Ủa sao quý đẹp đâu vậy? Nai quý. Chồng ơi, vợ đi đi trở về nè chồng à. Chồng ơi, vợ đi trở về nè chồng. Chồng ơi, vợ đi chơi về nè chồng. Về đi. À, dạ, vợ đang mang bầu đó chồng ơi. Vợ cực quá à. Vừa đi chơi vừa mang bầu nữa. Vợ má chồng cười để biết chơi. Chồng mày á. Tí hả chồng chị đúng rồi. Tao thì mày không. À, đi qua tới ngày hay tờ bạc. Chồng ơi, em đang có vậy chồng. Em đang có bầu rồi chồng ơi. Chồng ơi, yeah. Mình đi chồng. Yeah. Chồng ơi. Để mày chửi ơi. Mày á đi tới ngày đi cờ bạc hoài. Còn tao á thì mày ẩm thơ mày thôi chào mày. Mày im đi. Con vợ của tôi. Ngồi. Ngồi. Ngồi phải đi song song. Lấy cờ bạc đi mua lẻ. Đi chơi mua lẻ. Làm người phải song song. Chơi. Mặc xì tim. Làm người phải song song. Diễn cho đẹp lên. Dài đi cờ bạc đi biên lẻ. Chơi sành liễu luôn. Làm đẹp luôn. Mặc xì tim luôn. Má chồng dơ. Mày á tối nhà mày cứ hả không ở nhà nấu cơm nấu nước cho chồng mày. Mày mày tối nhà mày ôm con vợ mày mày để tôi vợ tôi phải ôm, lẽ ôm bà à, là má mày em tính chồng quá. Đối với tôi nè, đối với tôi vợ là trên hết. Ok, em cũng yêu với anh là trên hết. Tôi chịu đi làm cực khổ đi, đi cho vợ tôi nó ăn diện nó đi chơi bời. Cha xì tiên. Còn cái bản chất ở dơ của bà là từ đó tới giờ rồi. Tới nay chơi nhiều nhiều nha chồng. Tới nay ăn nhiều nhiều xà lòng. Dễ đâu, dễ đâu đâu. Dễ bà ơi, bà sao nó tiền con. Nha chồng ơi. Đang mời bà xì tiên lên, xin liệu lên nha. Ba cho tiền đi ba. Đụng ra đập bang đây nữa vậy coi. Trời đúng nhỏ. Con đó. Con gà chơi tiền đi ba. Què biết. Dạ sao vậy? Dạ dạ để cho con tiền nha. Đúng sao vậy? Cái của em dạ, hả? Bà nội đâu? Dạ để sao con cho nói bà nội sao hả? Bà nội không dạ. Bà nội, bà dạ để mẹ cho cục cưng 2000 đô. 2000 đô, giữ 2000 đô đi. Để mẹ cho cục cưng đi. Ủa anh cục cưng mình mà phải cưng chứ. Mà muốn lấy đại gia nó lưỡi anh chứ lấy nhiệt kiều Mỹ Tây á. Nó lùi chứ. Kiều thôi hai vợ chồng mình. Con mình đẹp cái lắm á. Đối với anh em bây giờ là tất cả đời anh. Con mình chỉ tiên lắm á. Em là tất cả cuộc đời anh. Em cũng vậy. Còn bao nhiêu là cỏ rác nữa. Dạ. Còn như con đó. Mình có thể đẻ thêm nước nữa nữa. Em. Ôi ôi. Dạ em thấy anh lập xưởng nha. Anh ơi tới đây cho em ăn lập xưởng nha. Phải ăn lập xưởng nha. Phải ăn cho em lập xưởng. Đúc chồng ăn đi. Bà giúp chị mới lập xưởng kìa. Bây giờ ông xã có tiền cho em tiền bánh bài. Lấy cho anh cùng lập xưởng. Dạ cho em tiền bánh bài con. Đúc cho anh cùng lập xưởng em thôi. Anh có cái tim không? Cái tim. Bóc tay đi em. Ơi cài vô. Bóc tay mới không. Em có cái tim coi. Nè nè. Tại giờ lắm. Bóc cho anh cùng lập xưởng đi. Hỏi đi, còn mình nóng nè. Ngon quá. Bia, 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 bia. Dạ, thấy em thương thân hơn chồng chưa? Trời, khôi không em. Làm được mỗi bữa nào cũng về vợ chăm sóc. Thấy không, chứ. Anh có đi làm cái tiền cho em được rồi. Em hả, chồng số anh xử lại xin dết tôi nha. Anh có lưu em. Ôi, chồng có em từ nay. Chồng kìa. Má chồng chửi đi, má chồng chửi. Chồng chửi. Chửi ơi. Con tại sao tao ăn mà hả để ăn cơm. Bà nói là con ơi là con. Mày lấy vợ mày hại mày giờ. Mày mới ra gì. Con ơi là con. Đứng dậy. Thấy vợ hại con rồi. Dạ anh đi cờ bạc hoài. Vợ con đi cờ bạc hoài. Đi làm đẹp hoài. Đi làm đẹp hoài. Anh cứ cực khổ quá anh vợ. Mày cực khổ như vậy mà mày cứ đưa tiền cho má. Con mẹ già mà. Trời đủ má có miếng ăn không mà hai con này nó sửa nó xối xả đầu tôi luôn trời. Con không? Con con không? Con tặng được con cục đặc sưởng nãy giờ ba cái miệng tức chết quá. Bà nói gì nè tôi tức chết quá. Bệnh tim tôi tức quá. Tôi tức chết đi mà. Tôi tức mà hả? Tôi muốn chào má không biết không bà. Rồi chết đi tôi cho. Chú mập
tôi có cái này muốn nói với chú nè. Chú đừng có buồn tôi. Chú biết làm sao không? Xung quanh đây á, người nào cũng đồn á, chú mất dạy lắm, quên lộn. Chú hổng với lại mẹ của chú lắm. Tôi bạn thân của chú, tôi mới nói chú là sao mà chú cư xử như vậy với mẹ mình. Dù cho mẹ mình có xấu, có dơ nữa cũng là mẹ mình mà chú. Ba của bé Bo. Nhưng mà tôi nói cho anh nghe nè. Nói chung với mỗi nhà, mỗi cảnh. Người trong cuộc mới thử người được người trong kẹt. Mà người trong kẹt mới hiểu được kẻ trong hóc. Mẹ của tôi á, nhìn vậy á, chứ bà hơi dơ lắm. Trời. Mà bà hút thuốc là bà quăng. Một ngày bà hút 3-4 gói thuốc. Trời. Tôi thì đi làm cực khổ. Thì bây giờ hút thuốc thì người nào cũng hút thôi. Đúng không? Tôi có quen bạn bè tôi này kia làm YouTuber. Mà người ta hút thuốc là một lần một điếu. Bà hút lần hai điếu như hai cái răng nanh vậy á. Mẹ tôi á hút một lần rất là nhiều. Nhiều cỡ nào chú nói? Chú, anh tự đi khám phá, anh tự đi coi đi, anh sẽ hiểu. Ok. Tôi bây giờ là tôi cũng cạn lời tôi với mẹ tôi rồi. Để tôi tự đi coi thử rồi sao? Anh tự đi coi thử đi. Cô, con là bạn của Phận Mập nè. Dạ, con chào cô ạ. Cô ạ. À. Ờ, chào con. Cô trời cô hút một lần cỡ đó đó hả? Trời ơi. Cô buồn con trai với lại con dâu lắm. Dạ. Rất là buồn. Dạ, tại cô, vì con cô thấy cô hút gì con buồn cô lắm. Trời ơi. Con dâu đi cờ bạc. Dạ. Đi hả vũ trường. Dạ. Đi cái này cái kia, chồng nó thì đi bán buôn. Đi làm cực khổ kiếm tiền cho nó, mình nó đi nhảy làm. Ủa mà cô đang ngồi đây cô làm cái gì vậy? Dự chén cho nó. Còn cái này là cái gì? Cái này cạn. Dạ. Thấy cô lú húi cô tưởng lầm. Đập gái. Thì đó tao mê chai đi tức chết. Dạ thôi cô, vậy cô rửa. Cô làm gì cô làm đi, rồi gì con quay lại con nói chuyện với con cô tiếp ạ. À. Chào dạ. Cô nha. Dạ. Rồi đúng rồi. Tôi thấy đó không? Tôi thấy anh thấy tôi nói đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà cũng đâu có tới nỗi nào mà đối xử với mẹ mình vậy. Chắc phải còn cái gì nữa Mập ơi. Cô nói với anh nghe nè. Vấn đề mà hút thuốc nhiều quá tôi phải là tôi tiếc tiền. Mà có nhiều cái nó hút mắt nữa. Cái gì nữa? Tôi bực bội nữa. Nhà cửa thì toilet đầy đủ. Mỗi phòng một toilet. Mà bả lại thích đi ra ngoài đi tiểu tiện ở ngoài đường. Kỳ cục như chơi. Trời ơi bả không biết mà nhắc nhở vài lần rồi. Dạ, kể cả là tổ trưởng khu phố đây đã từng chứng kiến bạn vậy mà nhắc nhở đó. Tôi cũng phải đi lên khu phố, đi lên phường hàng về. Tôi vô nhà, tôi vô sớm nhà anh mà tôi thấy ghi cho bản là cấm chó đái, cấm chó ỉa tùm lum la đó. Cấm chó đái, cấm chó ỉa mà ngược lại là bả lại đái, bả lại ỉa. Trời ơi trời. Bây giờ anh không tin nè. Ở đây kìa bả kìa đó 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 đó. Bây giờ bây giờ bà lụm dây chai được rồi bà còn lụm ghế của ta chưa để ta bị ban tiếng tôi khổ tâm trong quá. Khi đó tôi cũng là có một cái vị trí ở ngoài xã hội cũng có một tiếng nói mà bà làm bị nhục nhã tôi quá rồi mẹ ơi. Con của bà phải không? Dạ con xin lỗi mẹ. Bà đi lụm dây chai là chơi luôn với nó tôi. Dạ, cho ông giấy tôi luôn về tôi thấy chưa xử vào đây trời về gì thông cảm con. Dạ, mẹ con già vô mẹ con vừa già vừa hơi bị tưng tửng bị tưng tửng đó không dạ. Thấy cậu xén, thấy cậu bán luôn. Đó, bà thấy chưa?
Con mặt mũi gì nữa. Dạo sao không có lần tiếng má cười hoài vậy? Anh thấy chưa? Dạ. Con khổ lắm anh thôi. Dạ cười. Dạ không cảm thấy chồng. Mẹ con nó già rồi, già đó nó 88 tuổi chứ. Nó 88 tuổi và già nó hay bị thần kinh đó, nó mất ngủ á. Già nó thiếu ngủ, nó bị mất thần kinh á, nó đi uống nó thần kinh bởi vì nó khó chịu lắm. Chồng ơi, cứ thoải mái đi, kệ mẹ đi, kệ làm gì đâu. Kệ mẹ. Tại vì nó bị nó uống nó thần kinh nhiều quá nó khó chịu lắm. Kệ đi chồng. Thần kinh mấy năm? Thần kinh. Con nó phải. Con phải giáo 13 năm con không có được quyền hả? Thôi, ai ngồi im giùm tôi cái đi. Tôi có bạn của tôi ngồi đây chơi. Cũng phải vô mặt cho mũi chứ. Trời ơi. Mày không biết dạy vợ mày. Lẹ hạ quá. Không. Lẹ hạ. Nó lù lão lù hạ quá. Ghê vậy. Cái thằng không. Hỏi lù lão lù hạ quá. Rồi ra đường xe cán luôn. Còn em đi, còn xuống đi. Dạ anh ơi. Ra đường xe cán luôn. Mẹ anh nó khó chịu quá à. Anh ơi, mẹ em già nó khó chịu lắm. Em đi ăn đi chơi, em diện đẹp đẽ, em làm sành liễu, em đi chơi đi ăn. Mẹ nó khó chịu, mẹ em cứ la anh hoài, anh ơi. Mẹ cứ la hoài, anh ơi. Bây giờ anh bên này vậy? Dạ, buồn quá là ung mi với mày. Anh đồ hạ quá là hạ luôn. Đó, anh thấy chưa? Nên tại sao mà ngày nào tôi ngủ sớm vậy trời? Không về nhà. Tôi không muốn về nhà mà tôi thấy cái cảnh này. Nhức đầu. Anh nhức đầu, anh nhức đầu. Vô đi anh, mời anh. Rồi xong. Xin chào cả nhà. Hôm nay nhóm của em làm một cái tiểu phẩm, một phim ngắn nhỏ nói về sinh hoạt đời sống của gia đình. Thì chắc nãy giờ thì cả nhà cũng coi được tập đầu tiên. Thì tụi em sẽ những cái tập sau này nữa, tụi em sẽ phát triển thêm, có những cái yếu tố hay hơn, hài hước hơn và cảm động hơn. Mong quý vị với cả nhà đón xem những tập gì sau nha. Nói chung là về một đó là cái sự hiểu lầm của nhân vật mập và nhân vật người mẹ. Thì tới phần 2 thì nhân vật mập sẽ hiểu nhân vật người mẹ hơn và có nhiều cái sự nhân văn hơn. Và nói chung là nhóm, nếu như mọi người ủng hộ thì cái phần phim này sẽ ra thêm tập 2, tập 3, tập 4. Nói chung là xoay quanh về nhân vật mập, mẹ của mình, là em là ông hàng xóm và sẽ có nhiều người hàng xóm nữa và người vợ quý. Thì nói chung là nếu như mọi người ủng hộ thì nhóm tụi em sẽ tiếp tục có thể phát triển thêm về cái sitcom này và sẽ cố gắng hoàn thiện hơn để mang lại tiếng cười mọi người. Và cuối cùng em và Phụng rất cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ cho nhóm, đã xem kênh.